quý chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motun. Ở clip lần trước thì bên mình đã chia sẻ và hướng dẫn bấm phun một bộ dây dặn cho cục sạc HCE như thế này. Thì cái cục sạc HCE này thì chúng ta sẽ dùng chung cái bộ dây nguồn này cho sạc HCE và những cái cục sạc của X150 như đây mình có. Đây là cái cục X150. Đó, thì hai cái phần jack này nó sẽ là tương tự là giống nhau. Nên là chúng ta sẽ dùng chung. Rồi, ở clip này thì bên mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn bấm phun một bộ dây nguồn như thế này cho bi cầu. Thì bi cầu ở đây thì chúng ta sẽ chia ra làm hai dòng chính. Thứ nhất là bi dành cho xenon và bi dành cho led. Thì ở đây trên tay mình đang cầm một bộ bi, bộ dây nguồn dành cho bi led xenon. Bi led xenon thì chúng ta sẽ phải có những cái chân rắc xenon như này để cắm vào những cái củ ba lát và những cái dây giật. Thì bên mình làm tích hợp nó như này cho nó ngắn gọn. Và cái bộ dây nguồn dành cho bi led thì chúng ta sẽ bấm nó dạng như thế này thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì ở đây thì bên mình sẽ bấm có mấy dạng. Thứ nhất là cái rắc 3 như này thì vẫn có chế độ pha cốt và nó sẽ là dây mắt quỷ dùng rồi. Thì ở clip hôm nay thì bên mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn bấm một bộ dây nguồn cho bi led và có luôn cả cái dây cho chế độ mắt quỷ cũng như là chế độ vòng thiên thần dùng tích hợp luôn trên một bộ dây này. Thì cái cách bấm nó cực kỳ là giống nhau, thì nó chỉ thêm rắc thôi. Ở đây là mình dùng rắc 3, thì cái bộ kia thì chúng ta sẽ phải sử dụng là rắc 4 thì nó sẽ có thêm một dây mắt quỷ hoặc là dây thiên thần, thì chúng ta sẽ lấy ở cái công tắc phanh tay ở phía đằng trước. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành một cái bộ dây như thế này. Để đi vào tiến hành thuận lợi thì chúng ta sẽ còn phải chuẩn bị một số các cái rắc cốt cũng như là dây và những cái phần ống gen. Thì ở đây thì bên mình đã chuẩn bị sẵn cho cái video này, nó là một cái đoạn dây. Dây này thì nó to hay nó nhỏ nó tùy thuộc vào cái cách bạn bấm. Thì ở đây thì bên mình hay dùng cái dây nguồn từ dưới bình ắc quy lên thì nó sẽ là dây 1.5mm. Đó. Và ở đây thì mình có chuẩn bị thêm là một cái đoạn ống gen. Đây là gen thủy tinh chống cháy và chống chảy xước cho những cái đoạn dây điện ở trong này. Khi chúng ta luồn lách ở trên xe thì chúng ta cầm, chúng ta lôi, chúng ta kéo thì nó sẽ không bị xước những cái đoạn dây điện của chúng ta. Đó, và ở đây thì mình cũng đã cắt chuẩn bị sẵn là những cái đoạn mà dài tầm 20 phân như thế này, 20cm. Và ở đây là những cái dây để từ chân H4 đi ra thì nó cũng dài tầm khoảng 20cm. Và ở đây là những cái dây để ra những cái phần rắc cốt để đi vào bi thì nó cũng rơi tầm khoảng 15-20cm. Thì cái cự ly dài 15-20cm này thì không ai quy định cái chiều dài cả. Chủ yếu là chúng ta bấm chia ra sao cho nó phù hợp và nó hợp lý, nhìn cho nó đẹp, nó gọn gàng. Đó, thì ví dụ như ở đây thì cái dây này mình bấm sẵn đây rồi. Thì cái đoạn này thì nó rắc vào rắc H4 vào đến con dơ le này nó rơi tầm khoảng 20cm. Còn cái rắc từ con dơ le đã pha cốt ở đây ra đến cái rắc để cắm vào bi nó sẽ cũng rơi tầm khoảng 10-15cm. Thì cái này thì mình chia ra mình bấm sao cho nó phù hợp thôi, chứ không ai quy định ở cái đoạn này cả. Chỉ có cái chiều dài mà từ cục dơ le đến cái mà cầu chì ở đây thì chúng ta phải tính toán sao cho nó phù hợp với lại xe. Nếu không là chúng ta có thể là bấm xong nó bị ngắn. Nó dài thì được nhưng nó ngắn thì sẽ hơi bị kỳ. Rồi, thì ở đây ngoài ra thì bên mình sẽ chuẩn bị thêm là những cái cốt đực của chân H4. Đó, thì chúng ta sẽ cần một cái rắc và ba cái cốt chân H4. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần thêm là những cái con diốt như này. Diốt thì nó tùy, thì ở đây thì mình hay dùng diốt là 1A hoặc là diốt là 5A. Đó, thì phụ thuộc vào cái công suất. Ví dụ như cái công suất của xe của các bạn thì các bạn muốn gắn cái bi led mà có công suất cao nhiều oát thì chúng ta sẽ phải cần cái con diốt to. Còn cái phần bi led của các bạn thì công suất nó nhỏ thì các bạn có thể là dùng những con diốt 1A này cũng ok. Đó, thì cái này nó phụ thuộc vào công suất, thì cái này thì các bạn có thể là tự tính toán để các bạn bấm sao cho nó phù hợp với lại cái bộ dây nguồn của các bạn. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị thêm là một con dơ le để nhảy chế độ pha cốt. Thì chúng ta dùng thêm dơ le thì nó sẽ ok hơn. Còn có nhiều bạn thì bấm thẳng không cần dơ le cũng được, không sao cả. Nhưng khi mà chúng ta làm để nó đúng, nó đẹp, nó theo đúng bản chất là độ đèn thì chúng ta sẽ cần phải có dơ le, thì nó sẽ đóng bảo mạch, nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ bền hơn. Và một bộ dơ le của chúng ta thì chúng ta sẽ phải cần đến là 4 cái cốt. Ở đây thì em sẽ dùng cốt 6 ly, cốt cái 6 ly. Và cái cốt này thì chúng ta sẽ phải cần đến là những cái ống để chúng ta bọc bên ngoài để nó khỏi bị chập khi chúng ta bọc nó lên cái phần dơ le. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có cái hộp cầu chì như thế này, cầu chì và cái cốt để chúng ta bấm vào để cắm cái cầu chì, tất nhiên là phải có. Và một cái cựa gà như thế này để chúng ta có thể là gắn nó vào cái công tắc phanh tay để chúng ta lấy điện nguồn sau ổ khóa để cấp cho mắt quỷ. Một cái cốt tròn như thế này để chúng ta vặn vào cực dương của bình ắc quy. Và chúng ta sẽ cần đến 4 cái cốt này. 4 cốt này là 4 cốt cái 2 ly và một cái rắc đực 4 lỗ. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể là dùng cốt đực hoặc cốt cái đều ok. Thì cái này là khi chúng ta bấm định hình từ trước. Ở đây thì mình dùng cốt cái này. Thì khi chúng ta bấm bi thì chúng ta sẽ dùng cốt đực chúng ta cắm vào đây. Còn bây giờ là mình dùng cái cốt đực này, thì khi bấm bi thì chúng ta sẽ phải dùng cốt cái để bấm vào đây. Thì cái này nó sẽ là chuẩn bị trước khi chúng ta làm bi. Thế nên là chúng ta làm cái cốt đực hay cốt cái đều ok, không ảnh hưởng gì. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào làm cái bộ dây này. Và ở đây thì mình có chuẩn bị thêm cả hai cái đoạn gem như thế này để chúng ta co cái phần con dơ le ở đây để nó tránh nước ở phía bên ngoài vào.
và chúng ta sẽ cần đến những cái phần kìm để bấm cốt và những cái phần kéo như thế này. Rồi, nói chung là cái công việc chuẩn bị thì nó hơi lằng nhằng. Còn bây giờ là mình sẽ đi vào chi tiết thì mình sẽ làm đến đâu và mình sẽ chia sẻ đến đây. Rồi, anh em chúng ta cùng nhau bắt tay vào bấm một cái bộ dinh nguồn như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm một cái rắc đi từ con dơ le về đến bình ắc quy. Thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái cục dơ le của mình ở đây nó sẽ có 4 cái chấu, 2 chấu to và 2 chấu nhỏ. Đó. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đều sử dụng cái cốt 6 ly như thế này, thì chúng ta sẽ làm thứ nhất là nó thuận tiện, thứ hai là bấm nó sẽ dễ hơn, bởi vì là chúng ta sẽ phải bấm kép dây cho nên là nó sẽ khó cho chúng ta. Và nguyên liệu chúng ta đi mua thì chúng ta mua một cái cốt dạng như thế này thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì đây nó sẽ có hai cái rắc cốt 6 và hai cái rắc cốt 4 ly, thì chúng ta cứ mua là cái cốt 6 ly bấm đều ok hết. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái đoạn dây dài nhất là vừa nãy mình nói là tầm khoảng 1 mét gì đó, và bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đi bấm cái đoạn để từ con dơ le về đến cốc chi. Đó, thì những cái phần dây này thì các bạn chỉ cần cắt tầm khoảng 3 ly như thế này là ok, không cần phải cắt dài quá làm gì cả. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ cho cốt vào. Ở clip trước thì bên mình đã hướng dẫn các bạn cái cách bấm những cái bộ kìm như này rồi, thì clip này mình sẽ không chia sẻ nữa. Thì clip này thì mình chỉ đi tiến hành thao tác chia sẻ các bạn cách làm bộ dây thôi. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc ở ngoài này. Cái rắc ở ngoài này thì cắm vào trong hay là cắm ở ngoài đều được, bởi vì khi lên xe chúng ta bật điện lên thì hai cái cực này nó sẽ tiếp điện vào nhau, cho nên là nó cũng không cần biết là ở trong hay ngoài. Đó, chúng ta sẽ đậy cái phần vỏ ở ngoài này vào để tách điện cho nó. Đó. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ luồn vào cái đoạn ống gen dài nhất ở đây, thì cái ống gen này của mình đang cắt là dài tầm 1 mét. Chúng ta sẽ luồn vào. Cắm nó ngập ở đây luôn. Đó, thì nó đã ra đầu ở đây rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái cốt để chúng ta cắm cái cầu chì vào. Thì đây, cái cốt thì khi chúng ta bấm xong chúng ta sẽ cắm cái cầu chì vào nó như thế này này. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành bấm nó vào cái dây. Và chúng ta sẽ cắm nó vào cái hộp cầu chì đây. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm cái cốt ở phía bên kia. Chúng ta sẽ cắm ở phía bên này. Đó. Như vậy là nó được cái chân hộp cầu chì. Và bây giờ là chúng ta sẽ cắm cầu chì vào. Cắm ngập. À. Bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái đoạn ống gen còn lại. Chúng ta luồn vào đây. Cái đoạn cốt tròn này thì chúng ta sẽ bắt vào cực dương của bình ắc quy. Đó. Ở cái bộ dây nguồn này thì chúng ta sẽ dùng là một dây nguồn từ dưới bình ắc quy đi lên, thì chúng ta sẽ mượn mát ở trên cái chân H4, thì chúng ta không cần bấm hai dây. Đó, vậy là chúng ta đã bấm xong một đoạn từ bình ắc quy lên đến cái phần con dơ lè đây. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm một cái rắc H4 để cắm vào cái rắc zin ở trên xe. Thì cái rắc H4 này nó sẽ có 3 chấu ở đây. Thì ở đây nó sẽ là chân mát, ở đây sẽ là chân cốt và ở đây sẽ là chân pha. Dùng 3 màu dây tương ứng. Dây màu xanh thì mình sẽ quy ước là chân mát, dây màu đỏ thì mình sẽ quy ước đó là chân cốt, và cái dây màu vàng thì mình sẽ quy ước là chân pha. Còn ở trên cái thân của cái con diode ở đây thì mình sẽ sử dụng là diode 1A. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái con diode 1A này thì nó sẽ có một đầu màu đen và một đầu màu trắng. Điện nó sẽ luôn luôn đi từ cái thân phía màu đen này để nó đi về cái thân phía màu trắng, có nghĩa là điện nó sẽ đi từ bên này sang bên này, và điện không bao giờ lộn từ bên này về bên này các bạn nhé. Đó, nếu như trong trường hợp cái con diode này nó bị lộn điện thì là con diode này đã hỏng. Còn con diode mà đang dùng bình thường, có nghĩa là con diode dùng tốt, thì điện nó sẽ luôn luôn từ bên này chạy sang bên này. Rồi, ở thân con diode thì nó sẽ dài như thế này. Cái chân con diode thì chúng ta sẽ cắt ngắn đi một xíu, không cần thiết phải để nó dài quá. Đó, thì chúng ta sẽ để cái chân tầm khoảng 2cm như này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi cắt những cái đầu dây để chúng ta bấm rắc cốt. Thì những cái đầu dây này thì ở đây là mình hay cắt từ 2 cho đến 3mm. Rồi, thì ở clip trước bên mình đã hướng dẫn các bạn
bấm những cái phần jackcode như này rồi thì clip này thì bên mình cũng sẽ không chia sẻ với các bạn nữa, thì bên mình chỉ chia sẻ những cái bước làm sao cho nó chuẩn xác, nó đẹp nhất có thể. Sau khi là đã bấm xong cái dây mát thì ở đây nó sẽ có 3 chỗ, thì chúng ta sẽ chân mát nó sẽ là vào đây theo quy ước ở trên xe. Quy ước là cái dây màu đỏ này nó sẽ là chân cốt, thì chúng ta sẽ để cho cái đầu trắng ở trên cái thân con Biot ở đây nó hướng về cái màu dây màu đỏ, thì nó sẽ là như thế này. Và khi chúng ta bấm con Biot này vào cái sợi dây điện này thì chúng ta sẽ để cái thân con Biot nó nằm trên, có nghĩa là cái sắt này nó sẽ nằm trên cái dây điện đó. Thì khi chúng ta bấm xong thì cái cốt nó sẽ bấm thẳng vào cái dây điện này, nó sẽ không bấm vào cái sắt này. Nếu là bấm vào cái sắt ở đây thì nó dễ bị tuột ra, nên là chúng ta sẽ để kìm như thế này và chúng ta sẽ bấm từ trên xuống đó. Thì khi bấm xong, cái đầu cốt ở đây nó sẽ bấm vào cái dây điện và cái chân của con diode nó sẽ nằm ở phía mặt trên như thế này, thì nó sẽ không bị tuột cái dây, thì chúng ta rất như này nó sẽ không bị tuột. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bẻ nó quay ngang ra như thế này, và bây giờ là chúng ta sẽ đi thao tác bấm cái dây màu vàng. Chúng ta cũng để tương tự như thế, chúng ta sẽ cho con diode ở nằm ở trên và cái dây màu vàng nó nằm ở dưới. Đó, nó sẽ là như thế này. Các bạn bấm lưu ý sao cho những cái đường cốt bấm này nó sẽ phải chắc nhất, đẹp nhất, và nó sẽ được bấm vào cái dây điện của chúng ta ở đây. Thì chúng ta lôi như này nó sẽ không bị tuột. Nếu như chúng ta bấm mà nó chưa được ăn khít vào cái dây điện như thế này thì nó sẽ dễ bị tuột. Đó, thì các bạn có thể thấy là điện nó sẽ từ cái dây vàng này nó chạy về cái dây đỏ, còn điện từ dây đỏ nó sẽ không chạy ngược được về dây vàng. Rồi, và tiếp theo là cái rắc của chúng ta nó là cái rắc H4 như thế này. Thì chúng ta sẽ quy ước cái dây màu đỏ ở đây thì nó sẽ là chân cốt, còn cái dây màu vàng nó sẽ là chân pha. Thì bây giờ là nó đang bị trái chiều như này thì chúng ta sẽ lật xoay như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ cắm nó vào. Ở đây thì chúng ta sẽ bẻ cho nó vuông vào cái rắc của chúng ta. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta bấm xong cái dây vàng và cái dây đỏ ở đây thì chúng ta sẽ ấn cho cái con diốt này nó nằm sát mấy lại cái phần thân của cái rắc ở đây. Đó, thì nó làm sát ở đây thì nó sẽ không hay bị lật đi lật lại, nó khi chúng ta vặn dây như này nó không bị lật đi lật lại, nó không bị gãy cái chân sắt ở đây. Bấm xong thì chúng ta sẽ luồn dây vào. Các bạn nhớ là các bạn quy ước dây như thế nào thì đến lúc ra đến con dơ le thì các bạn phải nhớ. Ở đây là cái dây đỏ sẽ là dây cốt, dây vàng sẽ là dây pha. Đó. Thì sau khi chúng ta cho cốt đầy vào rồi thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái đoạn gem để chúng ta bọc ở ngoài như thế này, thì nó sẽ không bị chạm chập ở những cái đầu cốt nó thò ra như thế này. Chúng ta sẽ lấy cái dây to, có nghĩa là cái dây mà nó to tương đương với lại cái dây mà từ con dơ le của chúng ta, kéo xuống bình ắc quy thì chúng ta sẽ bấm một cái đoạn dây dài tầm khoảng 20cm như này vào cái chân thứ hai của con dơ le ở đây, thì điện nó sẽ đóng từ cái dây từ bình ắc quy qua con dơ le này và nó sẽ ra theo chân này là cái chân ở giữa ở đây. Và chúng ta sẽ dùng cái ống gen ở ngoài chúng ta lùa vào để cho nó khỏi chập điện của những cái cực điện. Đó, và bây giờ là chúng ta sẽ cắm nó vào đây. Đây sẽ là cấp dương cho cái phần bi led của chúng ta. Và tiếp theo thì ở đây thì nó sẽ có thêm một cái đoạn dây màu xanh là dây mát, thì chúng ta sẽ lấy đấu vào mấy lại cái chân mát ở cái phần rắc chân H4 ở đây.
chúng ta đã bấm được như thế này rồi. Cái dây xanh mát nó đi từ cái chân này thì ra đến đây, chúng ta sẽ bấm một đoạn nữa để nó chạy ra cái chân của cái billet. Cái đoạn này nó sẽ là cấp mát cho phần billet. Và cái dây đỏ ở đây nó sẽ là dây cốt, thì chúng ta sẽ dùng vào cái chân của con dê lề đây. Và cái dây vàng, cái dây pha thì chúng ta sẽ quặt nó về đằng chế độ pha của cái billet của chúng ta. Rồi, ở đây nó sẽ là dây dương cho chế độ cốt của billet. Thì khi cái billet của chúng ta nó bật lên, nó sẽ luôn luôn nằm ở chế độ cốt. Còn khi chúng ta bật pha thì cái dây vàng này nó sẽ chỉ thị điện cho cái màn chập để nó thay đổi màn chập, nó sẽ là ra chế độ pha. Về cái billet nó sẽ khác hẳn với lại cái bóng led các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cắm cái dây màu xanh vào đây. Ở đây nó sẽ có hai chân, thì cái dây màu xanh này cắm bên nào cũng được, nó cứ cấp đủ âm dương là con dây led của chúng ta nó hoạt động, chứ nó không cứ là phải quy định là chân nào là âm chân nào là dương đâu. Đó, thì nó sẽ là như thế này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái cọng màu xanh ở đây và cọng màu đỏ, thì nó cọng màu đỏ này nó sẽ lấy điện trực tiếp từ bình ắc quy lên thông qua con dây led, nó đóng ở hai cái chân này. Khi chúng ta cấp điện vào con dây led nó làm việc thì nó sẽ đóng điện từ cái chân dây màu đen dài ở đây kéo xuống bình ắc quy, thì nó sẽ qua con dây led nó ra cái dây màu đỏ ở đây. Thì cái dây này thì chúng ta cần thiết phải làm cái dây nó có lõi đồng nó to một xíu, nó sẽ là chịu tải cho cái phần billet. Còn cái dây màu vàng ở đây nó chỉ là chế độ màn chập, thì thường billet hoặc bi xen nông cái chế độ màn chập nó chỉ có 10-15W thôi, nên là chúng ta sẽ không cần thiết phải dây to. Và cái dây mát ở đây thì chúng ta cũng nên sử dụng cái dây to một xíu. Ở đây là mình đang dùng cái dây mát có cái lõi là 1 ly, còn cái dây đỏ đây mình đang dùng cái lõi là 1.5 mm. Rồi thì chúng ta sẽ dàn cái dây sao cho nó đẹp, nó ngay ngắn. Thì cái dây vàng này chúng ta sẽ lấy từ cái chân H4 ở đây chạy lên đây và chúng ta quặt nó về đằng này, thì chúng ta sẽ cắt nó dài một xíu sao cho nó đủ kích thước để nó ra đến chỗ cái phần chân của cái đầu để chúng ta cắm nó vào cái phần billet, thì tí nữa chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi thì nó sẽ là như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ lấy thêm một đoạn dây nữa để chúng ta cấp nguồn cho cái phần chế độ đề mi, hay còn gọi là cái vòng mắt quỷ này hoặc là vòng thiên thần. Cái chế độ đề mi cũng như là vòng thiên thần thì mình sẽ dùng dây điện màu đỏ nhỏ ở đây. Cái dây cho chế độ cốt của billet thì mình sẽ dùng cái dây to ở đây. Thì hiện tại ở đây nó sẽ có hai dây đỏ, một to một nhỏ. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ luồn ống gen này vào. Rồi sau khi chúng ta làm được như này thì cái dây đỏ nhỏ dài em để nó dài hẳn ra đây, thì sẽ là cái dây dành cho mắt quỷ hoặc là bóng thiên thần. Dây vàng là chế độ pha, dây xanh là mát, dây đỏ to ở đây nó sẽ là dây đi từ dưới bình ắc quy chạy lên. Đây nó sẽ từ cái dây đen này chạy lên qua dây led để nó vào cái chân giữa đây, nó sẽ ra cái dây ở đây. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi bấm cốt cho nó. Đã bấm xong mấy cái đầu cốt thì bây giờ là chúng ta sẽ cắm những cái đầu cốt vào cái rắc đực P4 ở đây. Thì ở đây nó sẽ có dây mát, dây pha, dây cốt và dây chế độ đề mi. Thì chúng ta sẽ phải quy định cho em nó 4 cái lỗ đây. Thì chúng ta sẽ cắm có thể là dây mát ở đây và dây lửa sẽ nằm bên cạnh. Thì khi chúng ta làm một dây như thế này thì chúng ta cũng không cần quy định những cái phần rắc như thế này. Còn nếu như chúng ta làm đồng loạt, làm số lượng nhiều thì chúng ta sẽ phải cắm sao cho nó một thể đồng nhất, chứ không thể cái này thì chân trái cái kia chân phải được. Thì chúng ta sẽ cắm nó vào thành một loạt để chúng ta sẽ dễ nhớ. Đó, thì khi nó đang như thế này rồi thì chúng ta sẽ lôi cái dây đỏ này ngược lại. Đó, và chúng ta sẽ kéo luồn cái ống này sao cho nó hợp lý, cho nó đẹp. Đó, thì chúng ta sẽ phải tính toán cái đoạn gen này sao cho nó hợp lý. Thì khi chúng ta bấm xong, chúng ta lôi cái dây nó về, lôi cái ống gen thì nó sẽ kít vào như thế này. Đó, thì chúng ta đã được như thế này rồi. Rồi, tiếp theo thì đến cái phần cái đoạn dây dài ở đây. Thì ở đây là mình có chuẩn bị một cái đoạn ống gen dài tầm khoảng 25 cm. Cái này nó sẽ nối ra công tắc của chế độ phanh. Chúng ta sẽ tính toán dây nó bằng như thế này đi. Sẽ bấm cái cốt mà có cái phần cựa gà này để nó sẽ cắm vào cái chỗ công tắc của cái phanh tay trên xe máy của chúng ta. Chúng
ta luồn cái vỏ nó về cho nó khít vào. Đó, nó chỉ thò ra như thế này thì chúng ta sẽ lùa cái này vào công tắc bên tay. Đó, và cái phần này của chúng ta làm như thế này rồi thì chúng ta sẽ ốp cái phần này vào đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ dùng băng dính chúng ta quấn xung quanh ở đây. Chúng ta quấn băng dính ở đây thì chúng ta sẽ phải dàn những cái dây sao cho nó hợp lý, cho nó cân đối, nó ngay ngắn, nó đẹp. Chúng ta phải quất lại những cái phần như thế này để cho nó căng, nó tròn cái dây, cho nó đẹp cái phần vỏ ở bên ngoài. Đó, như thế này là ok rồi. Và bây giờ là mình sẽ quấn băng dính cố định ở phần này. Đó, sau khi là mình quấn băng dính vào, chúng ta quấn to một xíu nhé. Thì tí nữa thì chúng ta luồn cái ống gen vào, nó sẽ ngay ngắn cái ống gen của chúng ta. Cái chỗ này thì nó bị mẹo như này không vấn đề gì, vì khi chúng ta bóp này vào nó sẽ phải mẹo cái rắc ở đây thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Cơ bản là nó được cái băng dính nó quấn cố định ở đây, nó sẽ giữ đều bốn cái rắc của chúng ta ở đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một đoạn co nhiệt có cái phi là 3 cm, chúng ta cho vào đây. Chúng ta để cái phần mặt của con dơ le này nó cách cái mép của cái co nhiệt của chúng ta từ 2 cho đến 3 mm là ok rồi. Thì bây giờ là mình sẽ dùng một cái khò, mình sẽ khò cái phần này để cho nó to vào. Thì lý do mình bảo các bạn quấn cái băng dính ở đây sao cho nó dày, nó to lên, thì khi cái co nhiệt nó co vào đến đây là nó khắc khít ở đây rồi. Nếu như chúng ta quấn nó nhỏ thì nó sẽ bị lỏng, nó lỏng thì chúng ta có thể là phải quấn thêm ở ngoài. Đó, thì chúng ta làm như thế này, đằng nào chúng ta quấn thì chúng ta quấn to lên thì nó sẽ ôm khít và nó đẹp luôn. Đến cái phần này nó cũng cực kỳ là quan trọng, vì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ luồn cái ống gen sao cho nó hợp lý, nó đẹp nhất có thể, nó sẽ thít vào đây. Và chúng ta sẽ dùng một cái đoạn dây thít lạt nhựa thì chúng ta sẽ thít nó vào, vì cái đoạn này thì khi chúng ta lắp lên xe thì thường xuyên nó sẽ bị kéo căng. Đó, mà kéo căng thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái nốt bấm của chúng ta ở trong này, thì anh em cẩn thận thì nên thít cho một cái lạt nhựa vào đây là ok. Đó, thì khi chúng ta lôi như thế này nó sẽ có cái lạt nhựa nó cố định ở đây rồi, nó sẽ không bị ảnh hưởng đến hai cái phần chúng ta vừa bấm rắc ở trong này nữa. Đó, nó sẽ chắc hơn. Rồi, vừa qua thì bên mình đã hướng dẫn và chia sẻ các bạn cái cách bấm phun một bộ dây nguồn dành cho bi led. Đó, thì các bạn thấy video hay hữu ích thì có thể là like, share, subscribe kênh của mình và nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết để mọi người có thể làm theo. Đó, thì cái clip này thì sẽ là những cái clip mà em yêu khoa học, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm một bộ dây nguồn sao cho nó ok, nó đẹp nhất có thể, và như anh em thợ mới vào nghề có thể là áp dụng một cách làm như mình vừa hướng dẫn đó. Thì những cái bộ dây nguồn này nó sẽ chia ra làm bi cho bi led này, bi xenon. Thì cái bi xenon thì ở đây là mình có bộ dành cho bi xenon thì nó cũng thế thôi. Nó chỉ khác nhau là cái phần rắc ở đây. Thì rắc bi led thì chúng ta sẽ có độ tùy biến cao hơn, là nó sẽ là như thế này. Đó, còn cái bộ bi xenon thì mặc định nó sẽ phải có hai cái rắc để dành cho xenon và rắc dành cho chế độ màn chập rồi, thì nó sẽ phải làm theo nguyên bản như thế này. Thì cái cách tùy biến cho từng loại xe thì nó sẽ khác nhau một xíu. Ở đây thì cái bộ dây này thì bên mình đã hướng dẫn các bạn là bấm dành cho những cái chiếc xe phổ thông như những chiếc xe Way này, những cái chiếc xe Sirius này, Jupiter hoặc là X135 hoặc X150, nó đều sử dụng những cái chân H4 như thế này. Thì ở một số các loại xe khác thì nó sẽ có những cái chân kiểu khác, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái rắc nó kiểu khác đi, nó sẽ tùy biến khác đi. Thì cái đó thì anh em thợ sẽ làm chuyên sâu hơn, thì sẽ phải có nhiều những cái dụng cụ và nhiều những cái rắc cốt này khác nhau. Thì ở đây khuôn khổ video thì mình chỉ hướng dẫn các bạn bấm một cái bộ dây nguồn sao cho nó đơn giản, nó thuận tiện, nó đẹp nhất có thể cho các bạn. Đó, thì nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên mình, thì bên mình sẽ ship cho các bạn một bộ dây nguồn như thế này, cực kỳ ok. Và ở clip sau thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm một bộ dây nguồn để kết nối với lại những cái phần bi led. Như ở đây thì mình đang để một cái bi titan black, thì những cái phần bi led nói chung hoặc là bi xenon nói chung thì nó sẽ chỉ thò ra những cái phần dây như thế này thôi. Đó, thì ở clip sau thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn là bấm từ cái bộ dây bi led như thế này để kết nối vào những cái phần bi như thế này sao cho nó ok, nó đầy đủ các cái phần tính năng của những cái bi khi chúng ta độ lên xe thì nó phải đầy đủ chế độ pha quất. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.